Trước hết là tin mới nhất về bão số 1, vào 20 giờ tối nay, bão số 1 đã đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình với cường độ không đổi, tuy nhiên tốc độ chậm lại khi đi vào đất liền. Cụ thể vị trí tâm bão vào lúc 20 giờ ở ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 10 cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Định, Bắc Thanh Hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa. Dự báo trong đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đồng bằng bắc bộ với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Trong ngày 28 tháng 7 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được 15 đến 20 km tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc bộ sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.